Hello anh em, thì hôm nay mình có nhận được cây Samsung J2 Pro này. Đấy, thì khóa tài khoản Google nhá. Thì khi mình vào YouTube thì nó báo update như này. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách fix cái lỗi như lỗi này nhá. Mới nhất nhá. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình kích hoạt vào bên trong. Đấy, để xem nó báo như nào. Thì anh em mà ai đang gặp lỗi gì thì các bạn cứ comment ở dưới video giúp mình nhá. Rồi. Đây thì nó báo tài khoản Google nhá. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn bypass. Thì các bạn ấn 3 lần vào phím home này. Đây, để nó lên chế độ tab back. Tiếp theo bạn vào cài đặt tab back này. Rồi bây giờ thì bạn rời xuống nhá. Bạn tìm cho mình đây. Các bạn tìm cho mình cái đây. Kích hoạt bằng cách nhấn một lần nha. Đây các bạn bật lên giúp mình này. Rồi ok, tiếp theo thì các bạn sẽ vẽ chữ L tiếp cho mình. Các bạn sẽ ấn vào cài đặt chuyển văn bản giọng nói. Rồi các bạn ấn vào cài đặt này. Tiếp theo các bạn ấn vào cài đặt công cụ này. Rồi các bạn vút tay giúp mình nhá. Các bạn vút xuống tới chỗ 3.0 như này này. Các bạn ấn 2 lần. Thì ở như này nó sẽ, các bạn sẽ ấn tôi đồng ý này. Bắt đầu. Rồi các bạn chờ tí nhá, nó sẽ lên Galaxy Store này. Đây thì các bạn sẽ cập nhật giúp mình nhá. Các bạn cập nhật lên phiên bản mới nhất nhá. Thì cách này thì cũng khá đơn giản thôi. Ai mà chưa làm được thì các bạn cứ comment ở dưới video nhá. Rồi. Tiếp theo này. Thì khi các bạn cập nhật xong thì nó sẽ thoát ra, thì các bạn sẽ ấn lại một lần nữa giúp mình. Đấy. Các bạn ấn vào số 30 giúp mình nhá. Xong thì ở đây các bạn sẽ ấn tìm kiếm này. Ở tìm kiếm thì các bạn có thể tắt tab back đi nhá. Rồi bây giờ các bạn sẽ tìm cho mình cái Samsung Power nhá. Đấy. Samsung. Rồi ai mà cần hỗ trợ thì các bạn cứ comment ở dưới video nhá. Mình sẽ dành thời gian mình làm video mình chia sẻ cho các bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở cái Samsung Internet Power này lên. Ở tới đây thì chắc cũng nhiều anh em biết rồi, nhiều anh em thì chưa, thì các bạn cứ làm theo video nhá. Các bạn cài đặt xong này thì các bạn sẽ tiến hành các bạn mở lên. Đấy, mở lên thì các bạn ấn đồng ý giúp mình nhá. Rồi ở đây thì các bạn sẽ vào web vnzoom.bybass này. vnzoom.bybass. Rồi tiếp theo các bạn sẽ vào web của nó, các bạn tải cho mình hai cái app nhé. Đầu tiên các bạn tải cho mình một cái app FRP VNROM này. Rồi bạn ấn download về giúp mình. Ở này các bạn thể cho phép nhé, từ chối tùy các bạn. Rồi các bạn tải về này. Rồi bây giờ các bạn sẽ vào load lại cái, tại nó đang bị quảng cáo nhé các bạn nhé. Tiếp theo các bạn sẽ mở cài đặt giúp mình này, setting này. Đấy. Thì bây giờ nó sẽ vào cài đặt nhá. Thì ở đây các bạn sẽ rồi ở đây thì các bạn sẽ vào, các bạn tìm cho mình bảo mật này. Các bạn rời xuống nhá, các bạn sẽ tìm cho mình bảo mật khác. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ chọn người quản trị và các bạn tắt đi giúp mình nhá. Rồi các bạn quay ra này, các bạn sẽ quay lại ứng dụng giúp mình này. Thì mở như mấy dòng Android 8 nữa các bạn ạ. Đấy, ở đây các bạn sẽ tắt cái dịch vụ Google Play này đi. Rồi bây giờ các bạn sẽ quay lại web VNZoom lại giúp mình. Đấy, các bạn sẽ vào phần tải về này. Ở đây các bạn sẽ cài đặt cái app VNROM Set Bypass lúc nãy các bạn download về nhá. FRP Bypass này, FRP VNROM này. Các bạn cài đặt ra giúp mình. Rồi khi cài đặt xong thì các bạn ấn xong này, rồi quay lại. Thì bây giờ các bạn sẽ mở cài đặt lại giúp mình nhá. Bây giờ các bạn chuẩn bị cho mình một cái tài khoản Google này. Bạn ấn vào tài khoản này, các bạn thêm tài khoản thì nó sẽ có biểu tượng Google này, các bạn thêm vào giúp mình. Thì bây giờ bạn nhập tài khoản của bạn vào nhá. Thì ai mà đang gặp trục trặc gì về máy thì các bạn cứ comment ở dưới cái video này nhá. Mình sẽ dành thời gian mình làm video chia sẻ cho các bạn. Đợt này thì mình cũng khá là bận nên là không có nhiều thời gian mình trả lời các bạn, nên là các bạn thông cảm nhá. Rồi đăng nhập xong thì các bạn ấn tôi đồng ý này và kích hoạt vào thôi. Rồi chờ kết quả nhá. Thì bây giờ mình sẽ quay lại mình bật. Các bạn nhớ là các bạn vào ứng dụng các bạn bật lại cái dịch vụ Google Play này nhá. Nếu mà các bạn không bật lại thì nó sẽ không kích hoạt được đâu nha. Rồi bây giờ thì quay lại về ban đầu và kích hoạt thôi. Bây giờ mình sẽ quay lại ban đầu để mình kích hoạt này. Rồi thì chúc tất cả các bạn thành công nhá. Ai mà mới tới kênh của mình thì hãy cho mình một like và một đăng ký nhá. Đấy, khi thêm tài khoản như này thì các bạn ấn tiếp này. Còn ai mà mới tới kênh của mình thì hãy cho mình một like và một đăng ký nhá. Nếu bạn thấy hay hữu ích thì bạn hãy chia sẻ để ủng hộ mình nhá. Rồi ok, chúc tất cả các bạn thành công.